cuối tuần đi nướng thịt. Anh lấy thêm thịt kìa, lấy sườn với lại đuôi chân gà hay sao, đuôi gà. Đây là hành với tỏi. Làm thế này để đỡ phải giã. Cũng có cái máy này, cái cối chạy bằng điện, nhưng nó thích cái này hơn, để đỡ phải đi rửa máy. Hành mình cũng làm thế này luôn. Tỏi thì hành nó hơi khó bởi vì nó có nước ấy. Tỏi thì nó dễ. Sườn đó, anh lấy thịt sườn ha. Quầy cứng lắm. Đấy. Lấy thịt gà, lấy này cái xin nó bỏ nhà có nướng. Ngày mai qua vườn rau nướng thịt, mình ướp một đêm để cho thịt nó thấm gia vị, hành tỏi rồi tiêu rồi nước mắm, hạt nêm, bột ngọt. Cần bó tay, mặc bó tay luôn. Rất nhiều hành, rất thơm lắm. Có nhiều bạn thứ hai nói là trăng mặn, còn vòng lăng họ có bao nhiêu ấy. Mặn mà căn nó xa liệt nụ này. Bốn hộp chân gà. Mười sáu cái chân gà. Bởi vì một hộp là ba chân. Bốn. Cái này là xương. Rửa cho em. Rửa rồi. Để ra. Đây đây, đây. Làm hai cái. Nhìn thấy. Kết nụn này, bốn hộp đây, bốn hộp cái này miếng, cái này hai miếng bự luôn. Này không cần, không cần cắt nhỏ. Ba miếng, cái này dễ. Này các bạn thọc rong này, tốt thật hết. Sướng lắm, không cần phải nướng trong cái lò, nướng ở trong nhà đâu. Cứ thích ăn thịt là chạy ra vườn rau. Vườn rau nhà mình cách nhà mình chắc cũng tầm 100m thôi. Nhìn từ đây thấy chòi nhà mình luôn, vườn rau luôn. Gần lắm. Hành đấy, hành cái tỏi đây, từ nãy mình làm bằng cái này này, không biết tên ở Việt Nam gọi là gì. Nói chung ở đây con gà này là người ta chỉ bán cái đùi thôi. Cái đùi thôi. Rẻ lắm. Một hộp
hộp này có kim một eo mới, hai đồng mới, ba đồng mới. Hai đồng thôi. Hai đồng. Đây, muối, hạt nêm, bột ngọt, tiêu, nước mắm, cà ri, sa tế, đầy đủ hết luôn. Hành với tỏi lúc nãy mình cũng đã để trong đó rồi, bây giờ mình chỉ cần ướp thôi. Không có vừa, cái thao này nhỏ, mình để trong cái thùng đây, chập tí lên ướp xong để trong tủ lạnh. Trưa ngày mai đi nướng thịt. Ui, nặng quá. Một nửa quả chanh thôi. Mình cũng lấy một quả ớt. Coi. Thơm quá. Ở ngay nhà mình cũng có lò nướng, nhìn qua bên cửa sổ là thấy liền ngay vườn luôn kìa. Đấy kìa, tít bẩn nọc. Đấy, thịt nó vàng, ngày mai đi nướng. Trượt bữa trưa. Không có thịt heo, bởi vì nhiều rồi. 4 hộp đùi gà, 2 cái sườn heo to luôn. Chỉ có 2 vợ chồng ăn thôi. Cái này chắc phải mấy ngày mới hết, 1 tuần luôn đấy chứ. Con mình không thích ăn thịt đi. Cứ thịt thì chỉ có 2 vợ chồng ăn thôi. Mình đã nếm thử nó không có bị mặn. Vừa ngon vừa miệng thôi. Phần gia vị kia còn thừa mình sẽ nấu canh. Mình sẽ nấu xương. Mình đợi lâu chút cọ cọ mình ăn. Hello, chào các bạn. Hôm nay gia đình mình chuẩn bị đi vườn rau để mà nướng thịt. Giờ chuẩn bị nè, đồ đạc nè. Hôm nay là ở nhà chỗ Nhật đã nhóm sống rồi. Mình ra ngoài vườn mà nướng thịt. Ok, chuẩn bị đi thôi. Tối. Nè. Rồi, chuẩn bị đi nướng thịt thôi. Các bạn ơi, nè, nè, nó tới đây con. Nào. Nè. 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 Nè.
À, giờ mặt có mặt trời rồi. Em lấy cái than ở trên xe á. Xe bạc cái tí á. Con có bạc mà. Đây là xe bà xã của mình, còn kia là xe mình đi hái trái. Đấy. Đây, than nướng thịt đây. Đóng cửa đi. Giờ cả nhà đi nướng thịt đây. Em từ nhà hơi vườn rau gần thôi. Khoảng 100 hay là 200 mét vậy đó. Pero nớt a loi ta kê sao em một ngày chủ nhật cho các bạn vui vẻ nha. Mong các bạn dành thời gian đưa vợ con đi chơi hay là chơi nhật lại mới có thời gian đi chơi. Giờ mình thì đi nướng thịt thôi. Tới rồi. Đây vườn rau của mình đây có cái chòi nhỏ này dễ thương này, trong chòi là có đầy đủ á, dụng cụ để mà làm rẫy á. Đây có ghế ngồi đàng hoàng luôn, có bàn ghế luôn. Đây cái này là đồ nướng này. Đây Vinh. Ồ, bay nhiều quá. Lại. Vile, scotto vile. Nè, thằng côn chơi. Đây đang châm lửa đây các bạn. Nào tận đây nào. Hiệp ạ. Nào. Hello guys. This is my channel. My dad is something. Something. Ntar ku pajak. Ini kada. Gió mẹ. Lấy cái giấy lau tay đấy anh. Cái giấy nó hơi cứng. Nó nguội. Ở đây nó gió. Chắc quay video thế này mọi người cũng nghe được cái tiếng gió nó thổi ha. Okay. Yeah.
Đấy, được rồi đấy, lửa nó cháy bừng rồi đấy. Nhanh chưa? Go over there. Don't go over here. Cháy rồi. Roast the food. Màu lửa nó đẹp quá. Lâu lâu ấy khi xem mới thấy. Lôi à nó lôi à mà bé lôi à. Năm năm con cái nhà phụ bự kệ cái phụ bằng. Này ôi anh này vui lắm nè, anh thấy lửa anh vui lắm nè. Màu lửa nó đẹp chưa? Ngửi cái mùi lửa nó thơm lắm mọi người. Chỉ mỗi mùa hè mới được ngửi cái mùi lửa. Đấy, anh nó vui nè, anh nó chơi nè. Anh út nè. Đây, anh hai đây, anh cả đây. Nửa cái thùng bự luôn, thịt đấy. Đùi cà với lại sườn heo. Bữa nay mùa dịch chứ, trẻ con nó nghỉ nên ở nhà trẻ con hay nói là chán, mệt mỏi. Nên cả nhà thì cứ học xong bài thường ra ngoài chơi. Hello. Ít khi ra cái chỗ dành cho khu trẻ chơi lắm. Thường thì mình hay đưa các con qua vườn rau chơi thôi. Ở đây nó cũng sạch sẽ này, không khí nó trong lành. Ở đây cũng không có người, ít người qua lắm mùa này, bởi vì chưa có làm vườn. Mình qua cái khu dành cho trẻ chơi cũng được, nhưng mà có lúc người ta qua, mình thì không thích cho đứa các con của mình chỗ tới chỗ đông người. Ở đây người ta tránh dịch kỹ lắm. Ở Phần Lan bây giờ nó hơn 4.000 mấy rồi mà số lượng người chết cũng gần 200 rồi. Chỉ trong vòng một cuộn mà gần 1.000 luôn. Mùa hè anh này này, nghịch lắm này. Lấy cái bình tưới múc nước này. Tưới này đến khi ướt hết rồi khóc, đòi về. Không có được yên đâu, mang anh này đi lên vườn rau không có được yên đâu, nghịch lắm. Không cho chơi là khóc. Búp búp, búp búp. Heppa, village, village, heppa. Hey hey, no, hey hey. Goodbye. Goodbye. Oh. Wow, lửa nó to bùng bùng nhìn đẹp quá. Wow, wow, ngoại ơ nè, ngoại ơ. Ngoại ơ. Đấy, gió lắm mọi người nhìn này. Gió nó thổi cái ngọn lửa. Mùa này là vậy. Nếu mà trời không gió thì nó đổ mưa. Mà có gió là nó không mưa. Đây là mùa xuân mà. Bây giờ cỏ hoa nó sắp ra rồi. Bữa nào hoa nó mọc đầy đường á, nó ra rồi, nó ra hoa nhiều lắm, giống như hoa mình trồng á. Chắc là cái hoa bầu của ông anh hay sao á, ở đây á. Màu vàng vàng ra nhìn đẹp lắm. Được rồi anh ơi, chập tí nó lửa nó to. Cứ để nó cháy tự nhiên đi, đổ nhiều. Đấy, hai đứa nó sợ lửa đấy. Thấy đẹp nhưng mà cũng sợ, đâu có biết nhóm lửa đâu mà. Ở Việt Nam đứa trẻ bằng đây đâu biết nhóm lửa. Biết kiểu như là xào rau hay nấu cơm rồi, chứ ở đây con em học chậm lắm. Nướng thịt này, thịt gà nướng này. Quá đẹp luôn. Thơm lừng nha.
quá ngon rồi.